trung chính audio, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị âm thanh tại tòa nhà Icon 4. Sau một thời gian dài sử dụng, hệ thống âm thanh thông báo, âm thanh tòa nhà, âm thanh báo cháy cần phải được kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng mới có thể hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhất cho công trình. Trung chính audio là đơn vị được khách hàng gửi gắm niềm tin, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì định kỳ toàn bộ hệ thống âm thanh của tòa nhà Icon 4, số 243A La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình kiểm tra và bảo trì được thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình kỹ thuật của hãng bằng thiết bị chuyên dụng. Những thiết bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng được trung chính audio phát hiện và đưa ra giải pháp thay thế tối ưu nhất với phía khách hàng. Phần mềm được cài đặt để điều khiển hệ thống cũng được các kỹ sư kiểm tra và chạy test nhằm đảm bảo không có lỗi khi vận hành. Trung chính audio cam kết tận tâm phục vụ và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.